Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Let's go. Level 7. Ok. Rồi, còn lại thì mình sẽ đột nhập vào bên trong. Wow, nhảy luôn ra ngoài. Ok. Chập vào luôn. Tiếp tục nào. Ở trong trong căn phòng này, các bạn sẽ nhìn ở bản đồ bên trong này, nhá. So let's go. Và bây giờ các bạn phải trèo lên trên đấy, trên mấy nhà bên kia. Rồi mình sẽ đứng nào. Tiếp tục nào. Ông ta nghe mình rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, Ice Cream One. Let's go. Một đoạn rơi. Try my delicious ice cream. Ông ta làm đông cậu bạn này, sau đó thì ông ta bắt cậu ta dốt vào trong trong xe. Rồi mình sẽ trèo từ cửa sổ thứ hai xuống. Ở đây là một cái map bản đồ. Wow, ta phát hiện ra mình rồi, chạy thôi. Rồi mình sẽ lục thùng rác ra và tìm một mẩu giấy. Tiếp tục nào.
Vâng, ông ta đây rồi. Mình sẽ xem xong ai làm ngày hôm nay. Pass. Ok. Play cái đó. Rồi, và mình sẽ chui qua đường cống này. Let's go. Không biết ông ta đâu rồi. Vì chúng ta đang tiến lại gần đây. Trước mắt thì mình sẽ đổi cái icon này. Sau đó thì mình sẽ chui sang đây và đổ đầy bình xăng. Let's go. Wow, may thật, ông ta không ở đây. Và bây giờ thì mình sẽ cất cái bình xăng này vào trong xe. Thì mình sẽ chui qua cổng và tìm một chiếc chìa khóa. Let's go. Không biết chiếc chìa khóa nằm ở đâu. Đây rồi, một chiếc áo. Mới chiếc áo này ra. Một chiếc chìa khóa. Let's go. Off-sick day. Hình như ông ta đang tiến lại gần đây. Chuẩn luôn.
Sau đó thì mình sẽ sang quét phim. Chạy thôi. Rồi mình sẽ lại ra quán cà phê. Quẹt mã thẻ đây nè. Sau đó thì sẽ chui vào đây. Let's go. Oh my god. Hóa ra ông ta đứng ở ngay đây. Ông ta chặn mình. Ok, và bây giờ thì mình phải tìm cách để tẩu thoát ra khỏi đây. Ông ta đang nghỉ chỗ này rồi. Ok, ông ta lấy rồi. Let's go. Và đây là chiếc chìa khóa để các bạn cứu cậu ta thoát khỏi ông ta. Mở chiếc cũ này ra nào. Let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang được cái tiếp theo. Ice Cream Man. Còn ai này thì ông ta bắt cóc cô gái này. Và cô gái này cũng là bạn của mình. Thì ở đây mình sẽ hóa thân là cậu dây, vẫn là một anh chàng dây đến đi giải cứu cô
cô gái này thoát khỏi ông ta. Rồi, ông ta đang ở đây. Ông ta leo mình đi. Ok, bây giờ thì mình sẽ đột nhập vào trong ngôi nhà này. Rồi, mình sẽ cất cái này vào đây. Sau đó thì sẽ đi lấy thêm món đồ nữa. Ok. Đến xem màu vàng nào. Ở Lens Quest. Và các bạn sẽ phải đi tìm trong những thùng rác này xem có tấm thẻ nào không. Rồi mình sẽ sang thùng thứ hai. Ở đây thì có tất cả là 6 thùng. Ok, sang thùng thứ ba nào. Ông ta vẫn chưa phát hiện ra mình. Ok, và đã tìm thấy rồi. Mình sẽ cho cái này vào trong xe. À, cho vào trong nhà. Đây, tấm thẻ này, các bạn vào trong ngôi nhà này. Và cầm một lọ nước hoa, cho rồi. Jay, help me out of here, please. Vào room. Let's go. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Rồi. Mình sẽ cất cái này vào trong xe. Và để cái này ở trước ngôi nhà này. Cứ thế chạy thôi. Rồi các bạn lại lên trên tầng 2 và tìm tiếp món đồ, đó chính là một cái mắc treo quần áo. Để các bạn sẽ dùng cái mắc treo này và đu dây sang bên kia. Ok. Oh.
Alan Squid. Chết rồi, ông ta đã phát hiện ra mình rồi. Chạy nhanh. Wow, may mà ông ta chưa ở đây. Mình sẽ chạy thẳng về xe. Và sẽ di chuyển đến một điểm nữa. Đó chính là... nghĩa trang. What will the ice cream make? Xin cảm ơn. Oh my gosh. Ok, ông ta đã đốt rồi. Giờ mình sẽ đặt cái này. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Ice Cream 3. Rồi, lách không? Ở đây cậu ông ta bắt cóc một cậu con trai. Cậu con trai này cũng rất là bản lĩnh, dùng súng điện để bắn cậu ông ta mà ông ta không gì. Cậu này rất là khỏe luôn. Sau đó thì mình sẽ sang shopping center.
something. Huh? Đó, khi ông ta đến gần, các bạn mà có cái gì trên tay, các bạn sẽ ném luôn vào người ông ta. Rồi, các bạn sẽ lắp vào đây. Các bạn phải tìm được 4 con ngựa gỗ, các bạn mới mở ra và lấy chiếc chìa khóa để cứu thoát cậu ta thoát khỏi ông ta. Rồi, xuống đây nào. Wow, ông ta đang ở đây. Bây giờ mình sẽ phải giữ ông ta ra tận ngoài. Lúc đó thì mình mới vào trong này và gọi một cô gái về. Cô ta đang trốn ở trong cùm cây. Jay, it's you? What happened the other day? How do you think of jumping with the van running? How? So that was what Charlie wanted to tell me? Where is he? I mean, is he okay? Yes, in the end, I managed to jump at one of the stops. Are the others okay? Oh, it is so nice! We have to do something. Oh my gosh. So okay, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Dark's Ice Cream. Wow, mình đang ở trong một căn nhà. Mà rất giật. Đây, mình phải tìm một cái gì đó màu đỏ ở trong này. Có một anh chàng đang bị bắt ở trong này. Không biết có phải tìm cách gì để cứu anh chàng này không? Ah!
trên chắc là trên lầu cao. Trên lầu cao đây. Lối này không có lối đi. Đây rồi. Rồi đến level 7. Xem level 7 này là gì. Nó là cầm chiếc chìa khóa. Chắc là xuống dưới rồi. Sẽ ra ngoài ngắm xem. Ok. Phải cứu cậu bạn này. Ok, đã cứu được cậu ta ra ngoài rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Ducks are grilling. Cái này các bạn phải đi theo ông này. Xem ông ta đi đâu. Chuẩn bị bắn kem ở đâu đó. Chắc khu trung tâm này rồi. Phải đi theo ông ta nha. Ông ta dừng chỗ nào thì ngồi. Các bạn sẽ làm những cái tiếp theo. Chắc ở chỗ này rồi. Thank you.
camera. Phải xuống dưới bằng cách nào đây? Bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Ice Cream Chapter 2. Phim sơ cây and open the main door to enter inside. Tức là mình phải vào trong này. Thế này các bạn phải đi tìm một chiếc chìa khóa. Đây rồi. Ok, tức là các bạn phải vào trong một căn phòng. Mình sẽ phải đột nhập vào đây. Phải kiếp. Chúng ta nghe mình. Oh my gosh. Ok, let's go. Ông ta chuẩn bị uống nước, các bạn phải chôn. Rồi, mình sẽ đột nhập vào. Mình phải giữ ông ta ra ngoài đây rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Freaky Club. Các bạn phải đi tìm một mã số. Rồi mình sẽ rửa chạy ra ngoài thôi. Oh my god. Xa thế mà ông ta vẫn bắt được mình. Tài thật. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.